Tôi là Sáu, tôi đã thoát ly đi kháng chiến đầu năm 1946. Suốt mấy năm đi kháng chiến, vợ tôi có đến thăm tôi, nhưng mấy lần tôi bảo vợ tôi đưa con đi theo, thì vợ tôi bảo đi qua rừng, nguy hiểm lắm. Hình như kia là con bé Thu nhà tôi. Thu, con! Má, má ơi! Vì đường xa, nên tôi và ông ba chỉ có thể về nhà được 3 ngày. Trong 3 ngày đó, con bé không nhận tôi là ba. Cả ngày tôi chả đi đâu, suốt ngày ở nhà với con bé, nhưng tôi càng tiếp cận con bé thì con bé càng đẩy tôi ra. Tôi thèm nghe một tiếng gọi ba từ con bé, mãi con bé không chịu gọi. Thu ơi, gọi ba vô ăn cơm. Dạ. Vô ăn cơm. Cơm chín rồi. Rồi một khúc khác, mà bé Thu đi ra ngoài và nhờ bé Thu trông hộ nồi cơm, cần gì thì nhờ tôi giúp. Tôi nghĩ thầm, nào con bé cũng phải gọi nhờ tôi, nhưng mọi điều khác xa. Chắc nữa hộ cái. Cháu phải nói là ba có thể chắt nước hộ con được không ạ? Chứ cháu không được nói chổng như thế. Cơm sôi rồi, nhanh lên, nhã bây giờ. Cháu mà để cơm nhã, thảm nào về má cũng đánh đòn cháu đấy. Cháu có thể nhờ ba mà, gọi một tiếng ba thôi cũng không được sao? Con bé đáo để thật. Hôm sau bé Thu đang chơi trong nhà. Con đừng có bye thế. Đúng là trẻ con bé đã giận dỗi và vùng vằng bỏ đi ra ngoài cửa ngồi. Tôi quyết định không ra dỗ con bé. Nhìn con bé ngồi dưới trời nắng như vậy mà tôi thấy xót lắm. Hôm nay là hôm cuối tôi ở nhà. Bên nội và bên ngoại đến rất đông. Lúc đó tôi bận tiếp khách. Tôi đã bỏ quên con bé, khiến con bé tủi thân. Thôi, ba đi đây. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu chôn giấu. Ba không được đi. Tại sao bây giờ con mới gọi ba? Tại vì Thu, con làm sao thế? Kể cho ngoại nghe có được không? Con nhớ ba. Sao con không lại gần và nói một tiếng ba? Ba của con không có vết thẹo như người đàn ông kia. Vết thẹo này, vết thẹo mà ba con có chính là vết thẹo mà chiến tranh tạo nên. Nó là niềm tự hào của đất nước. Con có hiểu không? Dạ vâng. Ba đi rồi, ba về với con. Không. Thu, con ngoan. Có gì ba đi, ba sẽ mang quà về cho con. Thật không ạ? Chắc chắn rồi, con ngoan, con sẽ có quà mà. Một cây lược nghe ba. Ngay sau lúc này, tôi cùng bác ba lên đường quay lại nơi chiến trường khốc liệt. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình khi đất nước hòa bình. Nhưng không, đó là lần cuối tôi được gặp gia đình rồi. Những tháng năm đó em lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chờ nói.